chứ trồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tại tâm, làm quấy về thiên đường tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, ma hay quỷ cũng là tại nó. Đó, giờ ráng đi là mới cái đầu con rồng đó lại, giờ nó khổ vậy đó. Sơn băng thủy kiệt mà. À, là thầy có cho biết là sao là mình khổ vì sơn băng thủy kiệt. Không nước mà nắng thì không chịu nổi, là ngày nay mình thấy nó là nó diễn biến là cũng như là nó đã sát bên rồi đó con. Sơn băng nghĩa là núi đóng băng nghĩa là sao con? Đúng rồi, núi đóng băng mà thủy thì nó kiệt nước xuống khô đó con. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Thì lời nói đầu tiên mến chào cô Tư và chào cô bác anh chị gần xa. Thì hôm nay cũng hữu duyên gặp cô Tư để cùng chia sẻ Phật pháp gửi đến bà con. Thì như nhiều đoạn Đức Thầy nói thì Đức Thầy có nói là khổ với thảm ngày nay có mấy mà sợ, mai sau dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông áo núi xương tha thiết. Thì bây giờ là cảnh khổ não thì diễn biến trong cái năm thìn nó rất là nhiều. Thì có phải như là cho bà con thấy thức tỉnh lo tu hiền hay sao cô Tư? Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Năm nay là năm thìn mà thầy có cho biết là như là lời của thầy đưa ra là ngay cái năm nay là trong cái giảng là thầy nói là năm nay là năm cuối năm thìn á, sẽ lo vận chuyển tứ là tiên linh cơ quan. Thì năm nay thì mình thấy cái bao nhiêu điềm đưa đến rồi thì cũng cho để những người chưa có bước vào cái đường tu thì đang thất tỉnh đó. Rồi thành ra cái thầy cũng nói câu mau thất tỉnh tu thân kẻo trễ đến tội rồi hối cũng muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan gìn giới đạo nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, kẻo cõi tây phương chư Phật đợi chờ, nhiệt tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Cho nên thầy nhắc nhở gì đó là năm nay là nó khổ gì đó rồi phải quay đầu lo tu á các mấy con. Dạ thì về còn những cái trong cái năm thìn này, từ đầu năm tới bây giờ thì mình thấy là nhiều chuyện nó xảy ra hơn còn hơn năm ngoái. Nó mới bắt đầu vào năm thì chỗ thì bên nước ngoài thì động đất, còn bên mình thì chịu là hạn hán thiếu nước. Thì như vậy có phải như là những cái cảnh khổ là Đức Thầy đã tiên đoán từ mấy chục năm trước thì hôm nay nó đã có hết trơn hay sao cô Tư? Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy tiên tri mấy chục năm trước, nhưng năm nay là năm rồng thì nó vừa đúng là như mới có lú qua cái đầu thôi. Dạ. Yeah. Mới có cái đầu rồng thôi thì bây giờ biết bao nhiêu điềm để cho những người không tu thất tỉnh đó. Thì nhờ là các đồng đạo và các người chưa tu á thì gắng lo tu đừng có hưởng nhờ, chứ trồng bông kiển thì giống chi hưởng nấy. Địa ngục cũng tại tâm, làm quấy về thiên đường tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, ma hay quỷ cũng là tại nó. Đó, giờ ráng đi là mới cái đầu con rồng đó lại, giờ nó khổ vậy đó. Dạ thì như vậy là còn cái vụ mà thiếu mà hạn hán với lại thiếu nước này, theo cô Tư thấy là cái khổ này có phải như là nó diễn biến tới nữa hay sao, hay là nó hay là như thế nào cô? Dạ thì nếu mà không đi tới thì làm sao mà chúng gì kinh giảng phải đi tới, là có nói là sơn băng thủy kiệt mà. Là thầy có cho biết là sao là mình khổ vì sơn băng thủy kiệt. Không nước mà nắng thì không chịu nổi, là ngày nay mình thấy nó là nó diễn biến là cũng như là nó đã sát bên rồi đó con. Dạ. Yeah. Như là sơn băng nghĩa là núi đóng băng nghĩa là sao con? Đúng rồi, núi đóng băng mà thủy thì nó kiệt nước xuống. Yeah. Khô rồi con, khô hết rồi đó, giờ cũng có mấy chỗ khô rồi đó. Ừ, mấy chỗ đó đang khô. Dạ yeah. Thì theo cô Tư á, thì như là nếu mà như vậy á, thì nó có ảnh hưởng gì với gạo lúa không cô? Thì nói ngay thầy có nói á, thì con cứ tin á, thì phải có đói. Yeah. Sau này là đói dữ lắm, là cái nước mà nó cái sắc kiểu này cái tới gì, nước mặn nó tràn vào cái là kể như mình không còn lúa thóc gì thu hoạch được cho con, là mình đói gì ở cảnh đó.
chứ nếu thật sự mà nước đâu vẫn điều độ như bình thường thì làm gì đói, không bao giờ đói khổ. Mà như nước có thể là nếu mà diễn biến đến mà nước mặn tràn vô đây thì mình sẽ đói, đói vì lúa là không có còn là tốt như mà luôn nước ngọt của mình được vậy đó con. Dạ. Thì như vậy là Đức Thầy đã nói gốt gáo trong buổi hai quân, thì tới Nam Thịnh hôm nay thì mình thấy nó đã diễn biến rất là rõ rệt, nhiều chuyện nó xảy ra, thì cũng như là cho bà con thắc tỉnh để lo tu hiền, chứ không còn mà như là sung sướng hay là an nhàn như những năm trước nữa hay sao cô? Thì kể từ giờ nếp lên thì như là thầy nói khổ đà đi đến như tên. Là từ đây sắp tới đó là đến rồi đó thì gắng lo tu niệm đi. Đó lặng mà tìm đường đó là vinh quang. Vinh quang. Chứ còn không tu là chừng khổ thì cũng ưng, chứ tu hành gặp cảnh vui mừng tỏi thai thì giờ lo tu đó là mới được. Nếu mình biết tu rồi thì Phật tổng độ cũng qua chuông khổ. Dạ. Yeah. Thì nếu như vậy là trong cái Đức Thầy cũng có nói về cái một cái cảnh mà nạn đói, là khi mà nó đã thiếu hạt, thiếu những cái nước sinh hoạt này nọ, rồi mình trồng trọt không được, rồi hiện giờ thì mình trồng trọt được thì mình cứ là buôn bán rồi này kia, chứ mình không như là không có giữ lại để mà dành ăn gì đó con. Thì cái đó người ta không có lo trước thì coi như là cái đó nó hơi là như thế nào con? Thì cái chuyện nếu mà ai mà dành mà thủ được con ơi. Dạ. Tại vì thầy đã nói là tới chừng đó rồi đó là bốn phương có giặc luôn rồi, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Vậy hải mau kiếm giữ ma ha, Phật cứu khỏi nơi khói lửa em. Dạ. Là giác đó là chỉ có Phật cứu mình, chứ còn mình thủ mà nói cái lúa gạo mình cũng không ăn được nha con. Dạ. Giờ đó không ăn được, tại vì mình quá khổ quá đói tới rồi là không có ăn được mình đâu. Thành ra giờ mình lo tu á thì mình được thầy độ mình hay là Phật đồ cứu mình đó là mình không đói không khổ. Còn nếu không tu là bị thôi, chứ không có nói mà mình để dành được, không có để dành dự trữ cất để gì được chứ. Dạ. Yeah. Thì cũng như giống như cái câu là ôi khổ thảm mà bốn bề sống vậy, là khổ mà tới bốn phương là không có đường nào né được thầy con. Ôi thảm khổ bốn bề sống vậy mà nhìn lừng trời lửa cháy liên miên mà. Yeah. Tiêu điều sản vật điền nhiên, thần thông biến hóa giới miền trung ương rồi, thành ra là giác đó là chỉ cái là ai biết tu thì được hưởng nhờ đó. Dạ. Thì như là trong cái lúc đó là như lúc đó hay là lúc này gì là mình nên là tu hiền để mà thoát khỏi những cái cảnh khổ lao đó hay sao cô Tư? Thì hiện giờ thì đã nói thầy nói phải tu hiện giờ là mới kịp. Dạ. Còn nếu để quá thì trễ à. Thầy làm biểu tu gấp đi chứ để sao là trễ. Thì nếu ai biết chữ tu hành thì được là thảnh thơi đó thì gắng tu đi. Dạ. Yeah. Dạ yeah, như vậy thì nói chung là trong cái mạng này phải là lo tu ăn chay niệm Phật để mà lánh những cái nạn đó thôi, chứ những cái nạn tai thì cũng do là ơn trên người ta xây chuyển cho mình trong cái buổi hạ quân này sao cô Tư? Phải, như là bây hiện giờ là cái đời này thì thấy đời hạ quân là khổ đó, mà nhưng mình biết tu hành, mình biết giờ mà để giúp những người nghèo khổ đói rồi nó biết làm các việc từ thiện thì sao nè, ông Phật ông cũng xây chuyển cho mình là gặp là được vào hậu long hoa đồ, hay là mình được chọn là con của Phật thì mình cũng không có đến đổi khổ. Dạ. Yeah. Thì cứ như là mình biết những cái chuyện đó là bây giờ mình tu hiền trước là sau này mình lánh khỏi những cái nạn đó hay con? Đúng. Bây giờ con nếu ăn chay rồi là sao bơm điện tử đó nó cũng kỳ với chay đó là nó cũng tránh né mình được đó nha con. Cái đó là nghe thầy căn dặn rồi đó. Gán ăn chay đi rồi sau này là mình không có bị. Ai cũng bị mà điều mình được là thảnh thơi là vì chỗ ăn chay ăn lạc, vì chỗ Nam Mô luôn đó. Biết Nam Mô á, Nam Mô Di Đà Phật đi. Sao chữ Di Đà. Dạ. Thì cũng như là Đức Thầy nói về cái Đệ Tam Thế Chiến. Đệ Tam Thế Chiến là cái trong cái buổi hạ quân này đó cô, thì cô có nghe cái chuyện đó không cô?
Thì sau này thì nói mình á, thì bị bom bom liên tử á, thì mình bị ra, mà nhưng mình có chai lạc thì nó kỵ với mình thôi. Thì có nghe cái tình trạng đó thì thầy đã nói sau này giặc giả lan tràn tới là vậy đó con. Dạ. Dạ thì cũng như có cái câu là giặc dậy lăn xăng giặc dậy đó, đánh nhau tầm bậy đánh nhau. Thì bây giờ là thấy ở bên các nước ngoài thì bây giờ đánh tùm lum tá la hết trơn đó cô. Cái đó y gan thì thầy nói cái đó rõ ràng rồi đó. Dạ. Giặc cứ đánh với nhau là không có, là thấy ra là nếu mà nói rằng là cái lòng tham vô tận, chứ nếu mà nước ai nấy ở thì nhà nhà ấm no thì nó yên ổn rồi, đâu có gì đâu mà cứ lo tranh giành rồi đánh nhau, mà đánh nhau tầm bậy đánh nhau không đó con. Dạ. Thì cũng như là nó cũng là tham của báo, rồi tham cái này tham cái kia, nó cũng là muốn chiếm giành vậy đó hả con? Rồi đúng rồi, nó Dạ. muốn giành đó, nó giành nó cứ chiếm hoài cho nên mới là lộn xộn nhau vậy đó. Chứ thầy có biểu nói rồi, thôi giờ nước ai nấy ở thì nhà nhà bình yên hả, không có gì xảy ra cho gì trơn, mà không có chịu như vậy cứ giờ đang giành đó. Dạ. Thì cũng như là mình cũng muốn như vậy nhưng mà không có được, tại vì là ơn trên đã sắp đặt sẵn rồi. Dạ, ơn trên sắp đặt sẵn rồi thì là nó sẽ biến chuyển tới tới thôi, chứ mình cũng muốn như vậy cũng không có được như vậy đâu cô ơi. Dạ. Rồi mình cũng muốn yên ổn mà, nhưng là thầy phải nói là còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu, ó ghé khắp nơi nữa, Dạ. là như vậy là mới y như là lời thầy tiên tri ra rồi đó. Rồi cho nên nó đâu có ngừng, hiện giờ là đang là tranh với nhau hoài chứ chưa có thấy ngừng rồi đó. Thì cũng như là có cái đoạn sứ mạng của thầy có nói đó, ta không thể đem phép uệ linh mà cứu oan tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Thì như vậy là cái màn ba là chiến tranh là người tàn bạo tàn ác, nhưng là ta gây lên để cho là chiến tranh loài người tàn bạo này mà kỳ ba hay sao cô? Thì cũng do nơi mấy cái nước đó nó đang gây chiến tranh với mình nè, chứ mình nước Việt Nam của mình thì thấy ra mình cũng không có mà để tranh giành ác cái gì với nó, mà điều nó giờ đang làm mà nhưng là tự tự nó làm tự nó chết rồi, chứ còn cái nước mình sao là được là nàng như là đất Phật rồi, không có đánh đổi Dạ. đất Phật, mình ở đây đất Phật. Dạ thì cũng như có cái câu là cõi trung ương luân chuyển phương Nam, nó mở hội thánh chọn người trung hiếu. Thì như vậy là như là chỗ mình là sau này là nghe nói là mở hội gì đó chọn người trung hiếu hay sao con, tiếng thầy nói đó. Thì thầy chọn nó chọn hai 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 đệ của ông Nguyễn Dung Trực Đức Nguyễn Dung Trực với ông Đức Cố đó, là sao chọn là thằng dưới về đặng mà để dự hội hôm qua. Dạ. Thì như là rồi còn chọn chọn một là hai người nữa nha. Mở hội thánh chọn người trung hiếu nữa, thầy có nói đó cơ. Vậy là chọn trung với hiếu nữa ha. Dạ. Dạ thì như là trong cái thời kỳ này thì Đức thầy đã nói nhiều cái đoạn về cái buổi hồng ân này, thì cũng đã nhiều nó đã xảy ra, thì hôm nay nó cũng đã lộ trước mắt. Thì nên là mình nhìn thấy nên thắc tỉnh lo tu hiền gấp gấp hay sao cô? Nam mô A Di Đà Phật. Thầy đang là thúc là ở con của thầy là phải quay đầu hướng thiện lo tu đi, gấp gấp đi, thầy đang là nhắc nhở dữ lắm mà, nhưng thấy ra cũng không có nghe thầy nhiều đâu con ơi. Cũng như là mời người mà phiên tu được chỉ ba người phải không cô? Thì thầy nói dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt mà khắp dương gian chưa đặng ba phần nữa, chứ phải đặng đâu, chưa được ba phần mà, nhưng tư sắc thất tỉnh tư sắc nhận là thấy là rõ ràng chưa được, tại vì hai bên này là tư đi mời đồng đạo đặng mà để dự đại hội đó là không có nhiêu trơn á, hết trơn đây mà mời được có 25 người là để là đồng đạo là trai lạc là tinh tu tinh tấn đó, là được có hai mấy người Ít của hai cô Tư. ít chị đó, bởi vì thầy than mà, thầy than thầy thì khóc luôn, bởi nói đường đạo đức thì ta bài quá cạn mà nhân gian thì còn gặn chân tường, làm cho ta lỡ khóc lỡ cười, khóc là khóc cho những người mê muội á, cứ mê hoài không có tỉnh, mà thầy đang than thở biết bao nhiêu nó thiệt tội nghiệp thầy. Thì cũng như có cái đoạn ông nói là 100 ối thôi còn có 10 người Ờ, ha.
100 mới đặng ối thôi 10 người mà còn nữa chưa? Bởi vì có 10 người rồi chứ 100 mà còn có 10 đứa rồi con thấy sao chịu đâu. Không gì là chuyến này chặn này là còn 100 mà con có mối ối thôi có 10 người, vậy là mình thấy đông nhưng mà sau này là lọc lừa là còn có mấy người hả con? Ừ còn không có nhiêu chứ á. Sàn xảy ra hả cô Tư? Dạ sàn lại rồi hết rồi sàn lại bởi vì ít lắm. Đâu phải mà nói tu ra giờ nghe nó nhiều mà nó nữa nó đầy đủ đâu, cũng như một cái cây xài vậy đó. Mà nó có bông rồi bắt đầu nó đậu trái rồi tới chừng mình ăn được ấy. Lọc lọc lần lần cũng đâu còn nhiêu á con. Không còn nhiêu chứ. Dạ. Thì bởi vì còn đoạn khác ổng nói là nhân cái giặc còn mòn hao 78 mà thằng tiên thấy vậy cũng trâu mày luôn. Ờ. Dạ. Vậy là hao dữ lắm luôn, bởi vì là thằng tiên là thấy nó còn trâu mày nữa. Thì sau này nói là xương thì chất thành núi mà máu nó thành sông rồi còn gì nữa con. Dạ. Đó là sau này con sẽ như vậy đó rồi là có gì hả? Chứ không có gì chứ. Dạ. Thì cứ như là trong cái mạng này thì người tu thì ít mà người đời thì nhiều, thì người ta không biết đạo đức thì sau này sẽ lọc lừa sàng sấy thì nhiều hết con. Rồi lọc mấy người đó là nhiều rồi, lọc hết rồi. Còn lại là người tu thì cũng ít dạ. Con. Thì hiện giờ thì ông thấy là nhiều cái chỗ mà nó bị thiên tai này nọ thì do cái chỗ đó là người ta thiếu đạo đức hay là người ta không biết ăn chay niệm Phật hay sao cô? Rồi vậy trên chỗ ở ngoài Bắc mình thôi nè, ở ngoài Hà Nội mình đó. Là hiện cái chỗ đó là ở này đi tiếp tế ra ngoài cứu trợ đó là không có tu. Thiệt, chỗ đó không tu mà nó gặp bão lụt với là chết chóc là hơn chỗ nào hết trơn á. Ngoài đó đó, miền ngoài đó là bị hơn mình trong này dữ lắm đó con. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ nhiều chỗ là nắng hạn mà khô nứt tắc rồi thiếu nước rồi những cái chuyện nó xảy ra là cũng do là người ta không có đạo đức rồi không có tu hiền hay sao cô? Không tu, bởi vì không tu đó, không tu rồi đây rồi chừng khổ cũng ưng. Chứ đã thầy nói tu hành mới gặp cảnh vui mừng tội thai mà không nghe lời thầy mà chứ nghe tu chỗ nào tu là không có đến chỗ khổ mình ở đây chỗ này cũng ngay cũng có tu ở là tỉnh An Giang là lên trên Hòa Hảo xuống đây luôn là nghe nói là mình có tu nhiều còn các chỗ thì không có tu thành ra gặp nhiều cái bão lụt với nắng hạn rồi với khổ đói rồi hoài hả còn ở đây cũng không đến đổi. Dạ. Thì cũng như là nhiều cái đoạn mà ổng nói là cho chúng sanh thất tỉnh để lo tu hành mà mình không nghe mà mình không lo tu hiền niệm Phật thì tới sau khổ rồi cũng ưng hay cô? Ừ, sau khổ cũng ưng rồi. Dạ. Ừ, mà nếu là tu thì mới gặp cảnh vui mừng tội thai. Dạ. Mà không tu rồi. Dạ thì cũng như là trong cái màn này là do chúng sanh là trải nghiệp hay sao mà nhiều nặng tay xảy qua ra quá cô? Thì thầy nói là đang trả nghiệp. Thì như vậy là mình làm sao để cho giải nghiệp này để mình không gặp những cái chuyện đó luôn. Thì chỉ dễ thôi, nếu mà mình biết lo cho hết nghiệp thì mình lo tu. Yeah. Cứ mình lo tu quá là lo tu rồi lo là các việc từ thiện mình có nhiều làm nhiều có ít làm ít thì cứ làm đi. Là mọi việc gì thì mình giải được. Thì hết khổ. Yeah. Thì trong cái màn này chỉ là mình thấy chỉ là có tu hiền biết niệm Phật thì mới thoát khỏi những cái khổ thôi. Mà còn những người là người ta khổ mà không biết niệm Phật là do người đó là không có duyên hay là sao cô? Đúng rồi, không có duyên với Phật. Bởi Phật nói gì nè, Phật độ á, là độ cho những người có duyên với Phật. Chứ còn mà vô duyên khó biết lời thầy nói xa. Yeah. Thì thầy không có độ được đó. Thầy độ những người có duyên với thầy đi rồi thầy độ được chân. Thì có vẻ có như vậy là những người mà có duyên có căn với Phật tổ thầy thì là mấy sau này mới gặp được cái lời cái Phật pháp rồi người ta quay lại lo tu hiền. Của những người không duyên là người ta không có tin đâu hết cô. Không có tin cho nên giờ người ta cứ thả trâu thả nổi gì đó cũng như là lục bình thả trâu vậy đó bởi nói là cứ mau là quay đầu hướng thiện đi thì bằng tăng dắt giùm đó, dắt vào cái đường cho mình tu hành tinh tấn rồi cái lòng của mình biết là để Phật trong tâm còn mình cứ thả trâu thả nổi như lục bình nước lớn trôi lên nước đồng trôi xuống thì rồi đó con ơi. Thì bây giờ cũng có cái câu là bây giờ hí hởn không lo
đến cơn bắt lộn nằm co kêu trời. Thì bây giờ không biết, bây giờ là mình không lo tu hiền mà tới chuyện rồi là tới lúc đó là không biết niệm Phật là kêu trời không hay sao cô? Thì nói ngay á, bởi vì con ơi mình á, thì mình biết để tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa nha. Yeah. Rồi trọng củ quyền rồi sớm hối mới màu chữ từ bi mới dẹp được lòng sầu. Còn cái người mà giờ nói ta không có duyên á với Phật thì ta có duyên với ông trời, miễn người ta đau người ta kêu trời vậy thì trời độ người ta. Còn mình niệm Phật thì Phật độ mình. Đó vậy đó. Dạ. Yeah. Thì có gì như vậy là mình nên là niệm trước á, thì sau này sẽ có là ơn trên là gia hộ, còn mà còn không mà niệm trước thì tới sau tới việc là niệm là chắc là không có độ được kịp hay sao cô? À con ơi, nếu mà để tới nước đến chôn mới nhảy đùng. Yeah. Nhảy đùng rồi ắt phải lọt ngoài sau chẳng gặp xuồng ghe. Vậy mới là. Dạ. Yeah. Dạ thì như vậy thì lo tu hiền trong cái màn rốt ráo này là sẽ tránh những cái nặng tay hả con? Rồi tránh hết những cái chuyện tai ách đều xảy ra, tránh hết. Dạ. Có chuyện gấp gì không con? Không, mấy ngừng lại nói chuyện xíu cũng được. Có chuyện gấp gì không? Không có gì, mà chở thức ăn xuống thôi vậy. Gì hả? Tiện ngừng, tiện tính không mấy có chuyện, chuyện ngừng lại xíu. Nữa nhớ con này nó cắt khỏi con này không sao. Tại có con chuyện thầm nhân lại, con chuyện mới công để kiếm. Dạ. Nghiệp quá hay quá. Dạ. Dạ thì như là Đức Thầy cũng có nói là chữ lục tự trì tâm bắt diễm thì long nguy có kẻ của mình đó con, thì mình là mình niệm hoài thì khi mà tới nạn tai có người cứu hay sao con? Có Phật cứu mình đó, mình gán niệm thì có người cứu con. Dạ. Dạ thì mình niệm Phật là sau này là có ân trên người ta gia hộ người ta cứu mình ha. Rồi có, cái đó là Phật nói rằng là nếu mà mình biết niệm Phật hen, mà nếu Phật mà nói rằng là Phật không cứu mình nữa thì ông Phật cũng đâu phải là ông Phật, ông nói gì đó. Gán niệm đi, gán niệm thành tâm là Phật cứu cho mình. Dạ. Thì trong cái màn này thì nói chung là Đức Thầy nói về cái pháp môn tịnh độ, thì là trong cái kỳ hảo nguyên là pháp môn tịnh độ là Đức Thầy chỉ dạy chúng ta là rốt ráo và nhanh chóng để mà lo tu hiền trong màn này đúng không cô? Đúng. Thầy căn dặn mình là cứ thời kỳ này tu là tu mau, được hưởng mau, mà còn mấy con không lo tu thì ủng quá. Cứ tu đi. Thời kỳ này là mau tu là gấp gấp đi là được dự hậu long qua đó con. Dạ. Yeah. Thời kỳ này là nhiều quỷ cùng ma trời mở cửa, quỷ dương cũng thế hả cô ba? Ờ. Dạ, mở cửa là mở cửa sao cô ba? Cô Tư. Thì mở xuống đặng mà để cho trừng phạt những người gian ác. Những người gian ác đó. Yeah. Là ổng mở cửa cho xuống rồi đó, đặng để trừng phạt, đặng để là xử những người là bạo ngược đó con. Dạ. Yeah. Ừ. Hiện giờ là trời đã mở cửa rồi. Ừ, cô Tư. Đúng rồi, mở rồi đó. Dạ, yeah, cũng như bây giờ như mấy người mà hung này kia đó bị như tai nạn này kia nó chết chóc rồi kia là đó là bị đó, bị xử phạt rồi đó. Dạ. Yeah. Xử phạt những người gian ác thôi. Dạ, cũng như là để cảnh tỉnh người đời để mà tu gấp gấp để cho kịp cái thời buổi bây giờ ha. Đã cho thấy rằng mà tu nó lo tu cho gấp gấp mà tu là cho kịp, cũng là đời này tu rất là mau. Dạ. Tu gấp gấp nếu không kẻo trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng. Dạ. Cứu người hiền chứ chẳng cứu người hung, kẻ gian ác mà đến sau tiêu gì. Dạ, cũng như Đức Thầy có nói là riêng mình tu hiền mà mình không lo như cái thời kỳ này đã gần tới một bên rồi, chỉ có một kiếp này nữa là không còn để kiếp nào để tu nữa phải không cô Tư? Đúng rồi, còn có một thời kỳ hạ nguyên nữa rồi đó. Thì hạ nguyên nay đã hết đời rồi,
phong ba biến chuyển mới đổi giờ gia can. Năm mẹo kỹ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ mới nhộn nhàng lao sao. Khỉ kia cũng lại sáo sào, canh kia gà gái máu đào mới ngưng, là hạo ngân thì cuối. Kỳ này kỳ cuối rồi không? Vậy mình dán lo tu để mình sau này mình sống được xe mỏi lâu qua. Đúng rồi, mình sau này mình được gì vô đó thì mình quá ngon rồi rồi đó. Dạ. À, con nghe nói là tới chừng đó là mình người già quá trẻ phải không cô Tư? Đúng rồi, tới chừng đó là người già quá trẻ. Dạ. Khắp hoàn cầu mới thiết thiết tha tha. Vậy ta mới nên kiếm chữ mà ha. Phật là mới cứu khỏi nơi khói lửa đó. Dạ. Tới chừng đó thì bốn phương dập giả đều dậy lên để mà danh tranh giành cái ngôi báo của nước Việt Nam mình ha cô. Nó vô nó giành đó. Dạ. Nên đó là ba tiếng sấm nổ rồi lộ cái đền vàng ha cô. Lên cây cờ phướng là 180 thước đó là bắt đầu là ở ngoài nước ngoài nó thấy là chiếu hồng quang chứ là nó vô đó. Tới đó là như là tới màn này, tới màn tới lớp này cô. Dạ. Rồi, có nghe nói là sau này có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Rồi con nghiệt thú đó là phải là ông Năm không cô Tư? Phải rồi, bởi thầy nói rồi một đoạn này cho mấy con nghe là nói con sông nước chảy dòng cầu. Ngày sau có việc thảm thầu sầu thiết tha chừng ấy nổi dậy phong ba. Có con nghiệt thú nuốt mà người hung. Đến chừng thú ấy phục tùng bá gia mới biết người khùng là ai. Vậy đó con ơi, chỉ là lời vậy là giảng nó cũng năm chèo đó. Dạ. Rồi bây giờ thì ổng đang cũng như là một con số thần nè cô Tư. Ổng đang ẩn đâu đó không, giờ chừng nào có cái lệnh có lệnh là sẽ xuất hiện. Cho nên có ba tiếng sấm nổ thì ổng xuất hiện. Còn giờ là ổng nằm đó đó, ổng nằm đó ổng chờ đó. Thì nó ngay là lúc đó là thầy mình á là có sắm một cái cọng dây lữ câu rồi để đang mà thâu ông Năm Chèo đó, là tại ông không có nghe là ông đi phá phấy quá đi. Yeah. Cho nên thầy tính là bắt đó, mà nhưng thầy nói nếu nghe là nghe lời thầy, phải ẩn đâu đó là lo tu hành. Yeah. Đi thầy để cho sống. Cho nên nghe lời thầy là ẩn núp ở dầm nào. Cũng như là cái lữ câu đó với những cái đồ mà để bắt ông Năm là cũng như răng đe ông Năm. Răng đe, thầy răng đe, thầy răng đe, thầy như là cảnh tỉnh mình bây giờ. Mà ông thầy mình ra răng đe là cái ông Năm Chèo ổng yên lặng luôn đó. Dạ, thu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới đặng mến yêu. Dạ. Chúng nên cầm quạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tắt, thì đạo hạnh ngày kia mới đắc. Chớ chứa hờn đứa giữ ích chi, thận tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt. Lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bận đến lòng ta. Để cho thầy đi dạo ta bà, đặng dạo kẻ gần xa chưa rõ. Nay gần bụi có người mở ngõ, thì hãy noi dấu thỏ đàn dê. Là câu đó thầy đưa ra là nói là dạy sanh chúng là dữ lắm rồi đó. Cho gành mới gánh. Thầy dạy cho gành và thầy mới gánh được, mà chưa có gành. Thì cô Tư ơi, thì trong cái đạo đức làm người thì theo cái cô Tư như vậy là cái thời kỳ này á là phải thời kỳ chúng sanh trả quả cho cái thế hệ năm 2024 nữa không được. Rồi đó là năm nay là đúng là trả rồi đó nha con. Trả quả về, trả quả rồi đó con, về mới gắng lo tu đi. Thì cái cuộc đời này thổ với thảm ngày nay mình thấy rồi đó. Thì bây giờ theo cô Tư như vậy, cái cuộc đời của chúng ta là trong cái đường đạo đức thì thầy cũng có nói rồi, gán tu đắc đạo mới cứu cô Quyền. Thì mình tu đắc đạo mình mới cứu được cô Quyền, mình tu không đắc đạo thì mình cũng chưa cứu được mình, làm sao cứu được cô Quyền. Theo cái cô Tư chia sẻ phiên bà con cái cách nào mà để bà con mình tin tưởng vào cái giáo lý của thầy vậy cô Tư? Thì trước thì cô Tư thấy tỉ như cái chuyện mà mình làm hiền thì ắt phải tiêu mòn, đẻo với bào thì giết nó cũng tròn, chừng đó mới thật là rất tốt. Thì mình phải làm cái bản thân mình thì để cho bao nhiêu người ta dòm thấy con. Yeah. Mình tu thì mình tu để cho ta dòm mình, chứ ông Phật ở cao không có dòm được. Vậy đó.
Thì trong cái cuộc đời nay thì bà con cũng có người ăn mặn và có người tương, thì có người đi làm nghề này, có người làm nghề khác, thì theo cái mỗi người mỗi làm nghề khác nhau. Nhưng mà bà con người ta cũng thích cái tu, nhưng mà người ta không đủ điều kiện để ta tu, là tại vì nhiều khi người ta mằn lụng tối ngày sáng đêm, ta về nhà ta mệt ta nghỉ rồi đó, là ta không có tu kịp. Nhưng mình chỉ khuyên người ta là gắng cố gắng sáng thắp nhang thì thắp nhang làm một niệm Phật là đủ rồi. Nhưng mà theo cô Tư như vậy, trong cái thời buổi năm thìn này như vậy á, là nó sạt lở đất rồi nó động đất rồi nó 2-3 căn nhà nó trôi xuống sông, rồi bà con người ta bây giờ ngồi khóc nghêu ngao á, như là thấy nhà đã sập không biết làm sao cứu được. Nói cái đó là phải là cái thời kỳ này Phật trời mới cho mình thấy rõ được cái điểm xấu nó xảy ra, đặng cho mình biết được mình tu hành để sau này còn phải gặp được Phật tổ Phật thầy hay gặp được củ quyền ông bà mình nữa. Thì theo cái chu kỳ này thì cô Tư nghĩ là cái đó là cái cảnh báo để cho người dân người ta tu hành hay sao cô Tư? Nam mô A Di Đà Phật. Cái cảnh này đó là như là ra bao nhiêu điểm đó là để cho thất tỉnh đó con. Dạ. Thất tỉnh lo tu hành đi, chứ giờ còn thấy cái cảnh nào mà hơn cái cảnh là đất là sụp, nhà thì mất tiêu, còn nước thì khô ở dưới Cà Mau đó thì khô nước nẻ hết trơn, là con thấy cái đó là cái điềm ra cỡ nào rồi, còn gì nó mà không lo thất tỉnh. Miễn đây mà tới tháng 5 mà không mưa nữa nghi dắt nước nó sắc lắm ha cô Tư. Thì nếu mà đây tới tháng 5 mà không mưa đó thì cái cảnh đói của mình sẽ tới đó con. Tới là tới liền bên tay. Tới liền bên tay đó. Thì nó ngay thầy có nói đói quá đói rồi mà mình cũng chưa thấy đói. Dạ. Mà nếu tới từng đói đó, thì nước này là nó kiệt gì hoài là mình đói đó. Sơn băng thủy kiệt ha. Rồi sơn băng thủy. Sơn là sơn là núi, băng là nước, nước. Mà thủy là quên thủy là nước kiệt. Là chúng sanh phải màn này phải kiệt sức, kiệt sức vừa mất nước nè, thiếu ăn nè, mất ngủ nè ha, rồi nạn đói hoành hành nè, rồi chết không có chỗ chôn nè. Có phải là sau này là thầy có nói một câu á, là sông núi thì nó phải là phải tan rã, dù cái nắng gắt này núi cũng phải sạt lở, mà mưa thì nó mưa cũng sụp đất động đất, mà bây giờ chưa mưa mà sụp trước rồi, nhưng mà mưa nữa còn sụp ác nữa đó. Mưa xuống còn sụp nữa. Dạ. Trời ơi, cái này ghê dữ lắm của tôi. Con thấy là cái năm nay cũng thấy gì đâu mà người ta bệnh quá trời luôn mà. Mà trong cái nạn đói bây giờ nè. Hiện bây giờ là mưa đá ngoài là cái đó là cái tảng băng bên Nam Cực nó tan mà cái cục đá mà mưa xuống nhỏ không đó. Mà miễn cái cục đá đó, miễn mà rớt xuống vậy mình uống như vậy là mình phải ngộ độc. Tại vì đá đó là đá, cái đá nắng gắt, mà cái đá đó là cái đá không phải là cái đá mà uống vô mà hết bệnh. Mà cái đá nó uống vô là đau bụng chết luôn á. Ở vậy thì sau này con ơi, sau này cái lá cỏ nó cắt mình là mình cũng chết nè. Trời ơi. Sao không ha? Đọc không à, ra là cái khí trời á. Là nó nằm ở trên cái lá cây á, đi là bị cắt cũng chết nè, mà đụng đó là cũng là bệnh hoạn chứ không có được mà nó thảnh thơi như ngày nay đâu. Thì xem cô Tư vậy á, là bây giờ á, mình cái clip này nó cũng vừa đủ mà cũng vừa hết. Thì cô Tư có khuyên bà con là bây giờ là phải là tránh được cái nạn đói này. Thấy là bây giờ là đang siết đói đó. Đói đau chết chóc mới chia lìa, nhân sinh mới đầm đìa thiên tai. Bây giờ thiên tai đó rất giỏi. Thì bây giờ cái clip này cô Tư có chúc bà con gì đang mình kết thúc cái này để mình đến một cái chu kỳ mới đi cô Tư ơi. Thì giờ cái bài chúc của cô Tư, cô chúc cho mấy con đó là mạnh thường quân, con là tớp mạnh thường quân mà mạnh thường quân và nhà hảo tâm đến đây để quay vậy đó. Thì thân tâm người thường an lạc, đạo quả chống duyên thành, rồi tinh tấn tu hành cho đến ngày phước huệ tròn đầy, tứ ân vẹn trả đi mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành nha con. Dạ, cảm ơn cô Tư. Nam mô A Di Đà Phật. Cô Tư chúc mấy con về vậy thì lo niệm Phật đang yên lành nha con. Gặp cô Tư hoài nha con. Chúc cô Tư được nhiều sức khỏe, an tâm được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.